Việc Vương Nhất Bác không nằm trong đề cử Bạch Ngọc Lan đang là chủ đề gây tranh cãi trên khắp cả mạng xã hội xứ Trung. Nhiều người đặt nghi vấn, ekip Thiên Vị chỉ gửi tên Vương Dương đi đăng ký tranh giải. Vừa qua, ban tổ chức Bạch Ngọc Lan, giải thưởng phim truyền hình đình đám bậc nhất Trung Quốc, chính thức công bố các đề cử cho mùa năm nay. Rất nhiều series đình đám được vinh danh như Phồn Hoa, Nam Lai Bắc Vãn, Truy Phong Giả, Nạn Nhân Không Hoàn Hảo, Mùa Dài Đằng Đẵng, Vấn Thương Màng, ghi dấu một năm tương đối rực rỡ với ngành phim ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, danh sách đề cử Bạch Ngọc Lan cũng lập tức trở thành chủ đề gây tranh cãi khắp cả mạng xã hội. Cụ thể, ở hạng mục nam chính xuất sắc nhất, Thị Đế, Vương Nhất Bác trượt đề cử, trong khi bạn diễn Vương Dương của anh góp mặt. Kết quả này khiến nhiều người hâm mộ của ngôi sao sinh năm 1997 bức xúc vì cho rằng nhân vật của anh là quan trọng nhất trong phim. Theo đó, trong phần giới thiệu phim, Vương Nhất Bác trong vai Ngụy Nhược Lai được gọi là nam chính phiên một, phiên vị là cấp bậc đánh giá sự quan trọng của nhân vật trong phim. Còn Vương Dương trong vai Thẩm Đồ Nam chỉ là nam chính phiên ba. Đất diễn và độ phủ sóng của Vương Nhất Bác trong phim cũng nhiều hơn Vương Dương rất nhiều. Đạo diễn Truy Phong Giả cũng từng tiết lộ, bộ phim được chuẩn bị trong nhiều năm nhưng không thể khởi chiếu cho đến khi Vương Nhất Bác nhận đóng vai chính. Kịch bản phim cũng xoay quanh cuộc đời của Ngụy Nhược Lai, trong khi Thẩm Cận Chân và Thẩm Đồ Nam được coi là người qua đường trên hành trình trưởng thành của nam chính. Chưa kể, Truy Phong Giả là phim sản xuất trước, sau đó mới đem bán cho nền tảng chiếu online. Nếu không có gương mặt hot như Vương Nhất Bác thì khó thu hút nhà đầu tư. Ngay sau khi tin tức được công bố, từ khóa đề cử Bạch Ngọc Lan không có Vương Nhất Bác lập tức leo top một xu hướng trên Weibo Trung Quốc. Sự lựa chọn được gọi là bất công này đã khiến đông đảo người hâm mộ không khỏi bức xúc và cảm thấy đoàn phim Truy Phong Giả đang ăn cháo đá bát. Đáng chú ý, tài khoản Weibo của đàn anh Vương Dương, đoàn làm phim Truy Phong Giả và ban tổ chức giải thưởng Bạch Ngọc Lan trở nên thất thủ khi liên tục nhận một loạt gạch đá chỉ trích và chê bai. Thậm chí một số người còn cho rằng ekip của anh qua cầu rút ván, dùng tiền để mua giải và cướp công của đồng nghiệp. Số khác thì kéo vào fanpage của hãng phim để yêu cầu lời giải thích, nghi ngờ ekip Thiên Vị chỉ gửi tên Vương Dương đi đăng ký tranh giải. Bên cạnh đó, không ít người chê giải thưởng Bạch Ngọc Lan chiêu trò, thường xuyên đưa tin tuổi các ngôi sao lưu lượng, nghệ sĩ có lượng người hâm mộ lớn như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử, Vương Nhất Bác lên làm bia ngắm, nhưng cuối cùng vẫn trao giải cho diễn viên kỳ cựu có thâm niên cao. Theo dữ liệu của Mao Dàn, bộ phim truyền hình Truy Phong Giả do Vương Nhất Bác, Lý Thấm, Vương Dương đóng chính đã khép lại với lượt phát sóng hiệu quả tích lũy vượt quá 1,204 tỷ lượt xem. Trong đó, nhân vật Ngụy Nhược Lai do Vương Nhất Bác thủ vai đã trở thành nhân vật có nhiệt độ cao nhất phim của Truy Phong Giả, cụ thể là vượt 19.386 điểm nhiệt trên nền tảng Khóc Vân. Điều này đã giúp cho Vương Nhất Bác san bằng kỷ lục với các đối thủ nghìn máu lúc bấy giờ là Tiểu Y của Dương Tử và Lý Liên Hoa của Thành Nghị. Không những vậy, trên nền tảng Douyin, câu thoại nổi tiếng của Vương Nhất Bác đã được sử dụng trở thành xu hướng cho mục tiêu phát triển kinh tế quê hương. Ngụy Nhược Lai nói: "Vùng đất nghèo mà bạn đang đến thăm, chỉ cần bạn dành thời gian và sự kiên nhẫn, vùng đất nghèo nàn mà chúng ta biết sẽ phát triển thành một trang trại kinh tế có thể nuôi sống cả thế giới." Người hâm mộ cho rằng Vương Nhất Bác đóng vai trò quan trọng bậc nhất cho thành công của Truy Phong Giả và cũng là người có đất diễn vượt trội nhất trong phim. Thế nhưng đoàn phim đưa ra quyết định như vậy không khác nào đang phủi sạch mọi công sức của nam diễn viên. Trước tình hình căng thẳng, fan club chính thức của Vương Nhất Bác đã lên tiếng để trấn an cộng đồng của mình. Những tác phẩm hay đều dựa vào thành quả chung của tất cả các thành viên trong đoàn làm phim. Là diễn viên, họ cũng cống hiến hết mình cho mỗi tác phẩm. Hy vọng người hâm mộ có thể chú ý hơn đến từng tác phẩm và bản thân các nhân vật, cảm nhận được sức hút và ý nghĩa tích cực của từng nhân vật, đồng thời ủng hộ mỗi tác phẩm bằng tình yêu ấm áp hơn. Là một diễn viên trẻ, Vương Nhất Bác luôn tập trung biểu diễn và tích lũy tác phẩm, dùng sức ảnh hưởng của mình để thúc đẩy nhiều người tích cực lan tỏa năng lượng tích cực. Một môi trường ủng hộ thần tượng tốt đòi hỏi sự nỗ lực chung của mọi người. Chúng ta hãy cùng chờ đón những tác phẩm xuất sắc hơn nữa trong tương lai nhé!